thưa ông Nguyễn Văn Thao, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Đô. Kính thưa ông Dương Văn Thử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Kính thưa bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Trục. Và kính thưa ông Dương Văn Hời, trưởng thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể hội nghị và tất cả các quý vị có mặt hôm nay tại đây và nhân dân thôn Ngọc Trục. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi về dự lễ hội truyền thống của làng Ngọc Trục. Tôi thì đi xa quê cũng đã lâu, thế nhưng mà tình cảm thì vẫn luôn luôn thuộc về quê hương. Thế trong những năm qua thì cũng đã có tham gia một số các cái tìm hiểu về các cái thông tin về của thôn Ngọc Trục. Thì hôm nay là cái lễ hội truyền thống, cho nên tôi xin phép hội nghị đến giới thiệu khái quát một số cái biên niên cư tịch An Nôn của làng Ngọc Đường mà hiện nay còn đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu An Nôn, tại Viện Thông tin Khoa học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 thuộc Bộ Nội vụ. Và ngoài ra thì còn hai cái mà cũng rất là có ý nghĩa. Thứ nhất là cái quả chuông chùa của làng Càng. Thứ hai là cái nắp đình của làng Càng cũng đều có những các cái chương trình An Nôn mà chúng ta cần phải khám phá và để hiểu thêm cái truyền thống lễ hội liên gian của làng Càng. Đây là những cái căn cứ khoa học để xác định về cái truyền thống của thôn ta. Nó có các cái biên niên sử, nó quy định rõ, nói rõ rất rõ các cái thời gian và cái mốc thời gian của các cái xa xưa cách đây 200-300 năm.